Liên quan đến vụ án tham ô hơn 186 tỷ đồng tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng mà dư luận quan tâm trong thời gian qua, sau hai ngày xét xử, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đưa ra án phạt đối với các bị cáo có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện chiếm đoạt số tiền của nhà trường. Cụ thể là tuyên án tử hình đối với Lâm Thị Hồng Tâm, cựu thủ quỹ của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và tuyên án trung thân Hoàng Quang Huy, trưởng phòng kế hoạch tài chính, kế toán trưởng của trường vì những sai phạm trên. Đoàn Quang Vinh là hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng giai đoạn từ 1 tháng 7 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2022 đã có hành vi ký sát chi khống, không tổ chức kiểm tra kế toán nội bộ đơn vị, buôn lỏng quản lý dẫn đến cấp dưới chiếm đoạt, gây thất thoát tài sản của nhà nước. Hội đồng xét xử tuyên phạt 4 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hai bị cáo Phạm Thị Huỳnh Như và Nguyễn Khánh Dương thực hiện hành vi lừa đảo Lê Thị Hồng Tâm chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng bị tuyên án chung thân và 20 năm tù.